quý vị theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2023 do Forbes vừa công bố, Việt Nam vẫn có 6 tỷ phú đô la Mỹ giảm một người so với năm 2022. cụ thể 6 tỷ phú đô la Mỹ vẫn nằm trong danh sách người giàu nhất thế giới của Forbes bao gồm chủ tịch tập đoàn VinGroup Phạm Nhật Vượng, tổng giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, chủ tịch Techcombank Hồ Hồng Anh, chủ tịch Masan Group. Nguyễn Đăng Quang và chủ tịch tập đoàn ô tô Trần Hải, tức Thaco Group, Trần Bá Dương. Sau một năm, số lượng tỷ phú Việt Nam đã giảm đi một người, đó là ông Bùi Thành Nhân, chủ tịch Nova Group. Năm 2022, ông Bùi Thành Nhân cũng là tỷ phú thứ bảy mới nhất gia nhập danh sách những người siêu giàu do Forbes bình chọn. Trong số những tỷ phú đô la Mỹ Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng vẫn giữ vị trí dẫn đầu khi sở hữu khối tài sản rộng có trị giá 4,6 tỷ đô la Mỹ, đồng thời cũng là người giàu thứ 586 trên thế giới. Dù vậy, tài sản của ông Vượng đã giảm mạnh so với ước tính của Forbes vào đầu năm 2022 với 6,2 tỷ đô la Mỹ. Tương tự, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc Vietjet Air, trở lại vị trí thứ hai với tài sản trị giá 2,3 tỷ đô la Mỹ, xếp hạng 1318 trên toàn cầu. So với một năm trước, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng bị giảm 800 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, vua thép Trần Đình Long từ vị trí thứ hai của năm trước nay lùi xuống thứ ba với tài sản đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ. Giá cổ phiếu Hòa Phát giảm mạnh trong thời gian qua có thể là nguyên nhân khiến tài sản của ông Long giảm sâu, sụt mất 1,4 tỷ đô la Mỹ sau một năm. Người có thứ hạng gia tăng trên danh sách tỷ phú đô la Mỹ Việt Nam là ông Trần Bá Dương của tập đoàn ô tô Trường Hải. Năm nay, ông Trần Bá Dương được ước tính có tài sản trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ, đứng ở vị trí thứ tư. Tài sản tỷ phú Trần Bá Dương chỉ giảm 200 triệu đô la Mỹ so với đầu năm 2022. Tiếp theo là ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank, hiện sở hữu tài sản trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 800 triệu đô la Mỹ. Và cuối cùng là tỷ phú Nguyễn Đăng Quang có khối tài sản 1,2 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn 700 triệu so với một năm trước. Theo Forbes, năm vừa qua là một năm khó khăn với 2.640 tỷ phú được tạp chí này xếp hạng, bao gồm cả những người ở vị trí cao. Trong đó, 25 tỷ phú giàu nhất hành tinh năm 2023 đã chứng kiến tổng giá trị khối tài sản rộng của họ giảm 200 tỷ đô la Mỹ, từ mức 2.300 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 xuống còn 2.100 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Người giàu nhất thế giới năm nay, theo Forbes, là ông chủ hãng thời trang xa xỉ LVMH Bernard Arnault và gia đình có tài sản 211 tỷ đô la Mỹ, tăng 53 tỷ đô la Mỹ Ngược lại, tỷ phú Elon Musk, ông chủ hãng xe điện Tesla, lùi xuống vị trí thứ hai khi tài sản bốc hơi 39 tỷ đô la Mỹ so với một năm trước, xuống còn 180 tỷ đô la Mỹ. Ông chủ Amazon Jeff Bezos rớt xuống vị trí thứ ba với tài sản hiện có là 114 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn 57 tỷ đô la Mỹ. Những thông tin mới nhất sẽ được báo Thanh niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và trên kênh YouTube báo Thanh niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo thanh niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo thanh niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.